Xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là TF. Thì chắc hẳn là khi mà anh em đọc được cái tiêu đề của video thì cũng biết là cái nội dung chính của ngày hôm nay thì mình nói về cái gì đúng không? Đó. Thì hôm nay ấy, mình sẽ hướng dẫn cho anh em ấy cách làm thế nào để có thể gửi hỗ trợ và được nhận một trong 8 cái trang phục hiếm này nhá. Đấy, bao gồm đó chính là Big Bang Rượu Rã này, Park Seo Vie này, Park TF này, Park Zac này, Warwick Con Heo Biển này, Warwick URF này. Và đây là trang phục Riot Squad Sing này và Riven quán quân 2012 nhá anh em. Riven này là có cả cái vương miện ở trên đầu đấy anh em ạ. Và cả khung nữa nhá. Đó. Thì nếu như anh em nào mà trước đây mà đã xem cái video mình up ở trên cái kênh YouTube của mình ấy, đây thì cái video hướng dẫn hỗ trợ nhận một trong 8 trang phục hiếm ấy thì mình đã làm từ đầu năm 2023 rồi. Tuy nhiên ấy thì đợt này ấy nó lại có một cái thay đổi anh em ạ, đó chính là anh em không cần phải sở hữu full các cái trang phục ở trong cửa hàng nữa anh em nhé. Đó, mà bây giờ ấy thì chỉ cần là anh em bị lỗi ở cái cửa hàng cá nhân này này đấy, và đây có lẽ là một cái lỗi của Riot Game anh em ạ. Bởi vì nhá, nếu như anh em nào mà đã sở hữu những cái trang phục ở trong cửa hàng, ví dụ như là không còn cái trang phục nào trong cửa hàng ấy thì mới bị lỗi đúng không? Nhưng mà ở trong năm 2023 thì anh em sẽ thấy là có nhiều bạn là còn rất nhiều trang phục ở trong cửa hàng nhưng mà vẫn có thể bị lỗi cái cửa hàng cá nhân này thì vẫn nhận được skin nhá anh em. Có nghĩa là bây giờ anh em chỉ cần bị lỗi cái cửa hàng cá nhân này thì là anh em sẽ được nhận một skin miễn phí đấy, và chỉ được nhận một lần duy nhất thôi nhá anh em. Thì đây mình cho anh em xem luôn, đó chính là một người em của mình. Thì đây 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 đó, mặc dù chỉ có 1450 trang phục thôi nhá anh em nhá, và nó bị lỗi cái cửa hàng cá nhân này này. Trong cửa hàng thì còn rất là nhiều những trang phục ở trong năm 2023 mới mở bán ra mắt đấy anh em. Đấy, nhưng vẫn nhận được đấy, ngày 16 tháng 12 2023 này vẫn được nhận con Park TF. Đó, ngon chưa anh em? Đấy. Đây, và đã gửi hỗ trợ đây. Chloe Albert nha anh em nhá. Ngày 16 tháng 12 đây, và đã được chọn một trong 8 cái trang phục và em nó thì chọn con Park TF anh em ạ, bởi vì là sang đây thì nói chung là trang phục Park là hiếm rồi. Đó, đặc biệt là có thêm con Riot Sing đó. Thì mình thấy là nhiều anh em không biết về cái này đâu nhá, bởi vì đợt này ấy nó không còn như ngày xưa. Đợt trước thì là anh em phải là các cái trang phục trong cửa hàng là không còn cơ, nhưng bây giờ chỉ cần 1450, khoảng hơn 1400. Ví dụ như nick mình nhá, đây nick mình trang phục là nếu mà full thì phải là 1610 mấy các anh em ạ. Đây mình còn thiếu khoảng tầm hơn 10 skin nữa. Còn như nick của đứa em mình đây thì nó chỉ có 1450, có nghĩa là thiếu khoảng 150, hơn 150 trang phục. Đấy, vẫn có thể được nhận một skin nhé. Nên là bây giờ là anh em không cần phải full trang phục hoặc là full skin shop trong cửa hàng đâu. Đó, có nghĩa là Riot đợt này là họ không tính những cái trang phục mới ra mắt năm 2023. Đấy, ví dụ như là dòng trang phục xứ tuyết này, rồi thì những cái trang phục mới đây. Nói chung là trong năm 2023 này, tất cả những cái trang phục ra mắt mới ra mắt trong năm 2023 hầu như là họ sẽ không tính anh em ạ. Nó sẽ không xuất hiện trong cửa hàng cá nhân và lúc đấy là các bạn sẽ bị lỗi và các bạn sẽ chỉ cần gửi hỗ trợ là có thể nhận được nhé. Đây, thì bây giờ các bạn có thể gửi hỗ trợ ở đây. Rất là đơn giản thôi. Anh em cứ vào trang League of Legends này, rồi sau đó thì anh em vào cái mục hỗ trợ này. Đó, rất là đơn giản nhá anh em. Vào đây thì anh em sẽ đây, anh em sẽ đăng nhập nhá anh em nhá. Đấy, đăng nhập xong thì là anh em sẽ vào và anh em kéo xuống. Đây, vào cái mục Liên minh huyền thoại nhá anh em. Đấy, vào mục Liên minh huyền thoại thì anh em kéo xuống tiếp nhá. Gửi yêu cầu hỗ trợ này. Đó. Gửi yêu cầu hỗ trợ này thì bạn sẽ chọn đó chính là câu hỏi sự cố trong trò chơi, hoàn trả nội dung vật phẩm trong trò chơi nha anh em nhé. Đấy, chọn cái này nha anh em. Rồi, sau đó thì anh em sẽ vào mục sự kiện này, chương trình khuyến mãi này, cửa hàng cá nhân này. Rồi, tiếp theo nữa là cửa hàng của tôi trống trơn nha anh em nhé. Đấy, tiêu đề thì anh em sẽ là không có trang phục trong cửa hàng cá nhân. Đấy, và phần mô tả này thì anh em chỉ cần ghi là nick của tôi mặc dù chưa full trang phục nhưng mà lại bị lỗi trong cửa hàng cá nhân không có trang phục nào. Đấy, sau đó thì anh em chụp một cái bức ảnh là cái kho trang
cửa hàng cá nhân của anh em bị lỗi không có trang phục nào, và một ảnh các cái trang phục ở trong kho báu vật của anh em. Đấy, thế thôi, chỉ cần hai ảnh thôi nha anh em. Rồi sau đó ấn nút gửi là xong. Đấy, lúc đấy anh em chỉ cần vào mail, anh em check các thứ là ok. Đó, rất là đơn giản thôi. Thì anh em có thể nhận được một trong 8 cái trang phục. Đây, một trong 8 trang phục này nha anh em nhé. Đây, đó, đấy, anh em thích trang phục nào thì có thể chọn trang phục đấy. Thì anh em chỉ cần trả lời lại mail là xong. Anh em nhận thì trong khoảng 1 ngày thôi anh em ạ, là anh em sẽ được nhận luôn trang phục đấy. Đó, rất là đơn giản thôi. Và anh em lưu ý nhé, mỗi một tài khoản thì chỉ được nhận một lần duy nhất thôi nha anh em. Đó, cho nên là ví dụ như ai đầu năm giống như mình nhé, ai đầu năm mà giống như mình đã nhận rồi thì bây giờ sẽ không nhận được nữa đâu nha anh em nhé, chỉ nhận được một lần thôi. Đó, nên là những bạn nào mà chưa biết về cái này thì mình nghĩ là nên nhé, nên gửi hỗ trợ để nhận nhé. Cứ khoảng 1.000, anh em cứ để ý cứ khoảng tầm hơn 1.400 skin thì anh em có thể được nhận. Đây, ví dụ như đầu năm là mình nhận con gì nhỉ, mình nhận Warwick con heo biển đúng không, mình nhận Warwick con heo biển này anh em ạ. Đấy, có khung và có vương miện ở trên đầu nhá anh em nhá. Đó, khác với con Warwick URF nha anh em. Đây, Warwick con heo biển này. Đây này, Warwick URF này thì mua bằng 150.000 tinh hoa lam. Đó, thì nó sẽ khác nhau nhá anh em. Và theo mình thấy ấy, thì sang server của Riot này thì nói chung chỉ có trang phục Buck là ngon thôi anh em ạ. Đây, đợt này mình còn thiếu con Neo Buck Jack. Ui, quên đấy anh em ạ. Neo Buck Jack, mình quên không gửi hỗ trợ rồi. Ờ, được rồi, được rồi. Có gì những anh em nào mà chưa nhận được giống mình thì cũng gửi hỗ trợ luôn đi nhá. Có nghĩa là con Neo Buck Jack này anh em mà sở hữu trước khi mà cái con Neo Buck Jack ra mắt. Đó, đây con Buck Jack này mình sở hữu từ năm 2018 rồi, nên là chắc chắn sẽ được nhận miễn phí Neo Buck Jack nhá, chứ không cần phải đổi bằng tinh hoa thần thoại đâu. Đấy, nên là anh em cứ gửi hỗ trợ đi, kiểu gì cũng sẽ nhận được nhá anh em. Đó, và con Riot thì sao? Đây, trang phục Riot thì mình nói qua một chút, đó chính là sang server của Riot thì các cái trang phục của Riot này đều ghép được anh em ạ, trừ con Riot Squad sinh thôi. Riot Gold Chitana sang đây vẫn ghép được nha anh em. Đó, bên server Garena thì anh em phải có một đợt tặng miễn phí là anh em nhập cốt, nhưng mà bây giờ thì sang bên server này là anh em đều có thể được nhận nha anh em nhé. Có mỗi con Riot Squad sinh này là hiếm thôi này, còn lại là Riot Kachina Sert, Kêu Gray này, Bitcrank này, anh em mở ở trong báu vật là đều ra nhé anh em nhé. Đó, chỉ có trang phục Buck là không ra, hoặc là trang phục Vinh Quang thôi. Đúng rồi, trang phục Vinh Quang thì không có cách nào để sở hữu anh em ạ. Đây, mình còn thiếu 5 con anh em ơi. Đợt trước thì mình lấy được con Rai Vinh Quang là ở bên sự kiện nhé anh em nhé. Đấy, 19/2/2019. Và con Rai Niên Thiếu thì đâu đấy nhỉ? Có một con Rai nữa, Rai Niên Thiếu, nick mình có con Rai Niên Thiếu cũng rất là hiếm nha anh em nhé. Rai Niên Thiếu này cũng không mở bán. Đây, 18/4/2023 thì đợt đấy là mình chơi sự kiện class anh em ạ, và được nhận con này nhá, được chọn một skin mình chưa sở hữu, thế là mình chọn luôn Rai Niên Thiếu, quá đẹp anh em ạ. Đó, nói chung là bên này thì những trang phục đấy là hiếm thôi, còn lại thì những trang phục di sản thì sang bên này là bình thường anh em ạ, đa phần là ghép được hết anh em ơi. Đó, bên này hiếm thì chỉ có Vinh Quang này, rồi thì các trang phục Buck. Đó, và một số trang phục như kiểu Bít Canh Rượu Rã, Rai Niên Thiếu thì là hiếm anh em ơi. Đó, đây, nick mình thì còn thiếu khoảng chục trang phục nữa anh em nhé. Đó, và nhân tiện, nếu anh em nào muốn mua tài khoản Amazon Prime hoặc là mua hộp Prime Gaming giá rẻ thì anh em có thể lên shop, đó chính là bilevelup.com /rep/9800. Đó, và hôm nay thì mình sẽ tặng cho anh em một cái mã giảm giá 50% nha anh em. Đó, thì anh em chỉ ấn vào phần mua ngay này, và sau đó thì nhớ là nhập mã khuyến mại nhé. Mã khuyến mại hôm nay sẽ là TF50ZCCORZ. Đó, và ấn áp dụng nha anh em. Áp dụng thì sẽ được giảm 50%, là còn 100 Bitcoin thôi. Tuy nhiên thì cái này thì mình vừa mua thử rồi, nên là nó đã hết lượng sử dụng. Mỗi tài khoản chỉ sử dụng một lần duy nhất thôi nha anh em. Đó, nên là anh em nào chưa biết thì nhớ nhập cái mã này vào để sử dụng, để giảm 50% nhá. Đó, thì đây, tiện đây thì mình có mua một cái cây cốt này thì mình sẽ tặng anh em luôn. Đây, thì mình sẽ vào phần trang cá nhân nha anh em nhá. Đó, và mình sẽ vào cái phần lịch sử giao dịch này, cây cốt đã mua này. Đây, Prime Gaming Capsule nhá. Đây, mình sẽ cho anh em xem luôn. Đó, đây, đường link đây nhá anh em. Thì anh em sẽ truy cập cái đường link này để nhận cái hộp Prime Gaming nhá. Đấy, anh em nào nhanh tay thì nhận luôn đi nhá. Đấy, cái này là mình vừa mới nhận luôn nhá. Đó, mình nhận thử cho anh em luôn, tặng anh em luôn.
Đó, đáng bao nhiêu đâu mà. Đó, ngoài ra thì ở trên này cũng mở bán đó chính là các cái tài khoản Liên Minh Thoại giá rẻ, hoặc là tài khoản Liên Quân, Đấu Trường Chân Lý, Roblox, Valorant. Thì anh em có thể lên đây mua nhé. Nói chung là rất là uy tín luôn đấy. Ok. Và chắc có lẽ là cái video này thì cũng khá dài phải mọi người. Thì mình rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách là like, subscribe kênh YouTube. Và đừng quên đấy là sắp tới thì kênh YouTube của mình sẽ đạt được 100.000 sub. Thì mình sẽ làm event đó là tặng quà. Ngoài tặng skin cho anh em ra nhá, skin trong game không nói nhá, thì mình còn những phần quà đó chính là áo thun Liên Minh Huyền Thoại này, rồi những cái món quà như là kiểu mô hình Liên Minh Thoại đó để tặng cho anh em. Chính vì vậy anh em cố gắng giúp mình đạt được 100.000 sub trước khi Tết âm lịch này nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nhá. Bye bye mọi người.